Tuấn kính chào đại gia đình nha. Hôm nay hằng sáng sáng sớm mình cái gì hít thở không khí trong lành, đi ra cái điều khiển của mình nè. Mình định phát hiện một chú ốc hương đang ăn cây của mình, để mình quay lại cho các bạn xem video nhé. Qua mưa nó mưa rồi mà cũng còn nước cạn nữa à. Cả nhà thấy không đó, cá nó tới rồi mà khô vậy, mưa qua ba cá thì cũng đỡ, nước cạn nó tiêu chứ. Đây mình mới phát hiện ra một con nữa chú ơi, các bạn ơi, cả nhà ơi, đây là con bùn bọt nè, đó ở gì đó. Con này là nó chuyên gia, là nó nằm ở trong vô nhà mình đó nghe, đậu bằng đêm ra vậy ha, nó vô nằm chỗ quần áo mấy cái gì kính kính đụng đụng đó, lẹ lắm không. Đây là con bùn tọt, con ánh ương gì cũng đó. Đấy, mình qua đây mình quay cho các bạn xem, rồi quay trở lại quay con ốc hương nó đang ăn nữa. Cái này là tình cờ thấy con này nó nằm đây là quay chứ. Ồ, nhảy lẹ ghê không? Rồi kéo kêu luôn rồi đó. Đây là cả nhà, đại gia đình thấy đây mấy cây hoa kiển mình trồng, có mấy cây mai, cây thịt lăng xung. Này giờ ghế cũng lắm. Thấy nó đẹp, thấy cũng dễ thương mà nó phá dữ lắm rồi cả nhà. Cây này mình trồng cây này là cây cái thuốc gì tự nhiên quên tên chưa, cây mềm bếp đúng rồi. Quấn cái đầu đó.
rau muống rồi ha, rau mình trồng trong cái mà không thôi nó như cải nữa, nó ăn chuỗi lũi luôn, đêm sáng ngày là ra chuỗi lũi. Mà lúc trước mình có trồng bông nhãn thọ Tết đó, đèn thôi đang tốt vậy đó, mình không hay đâu, qua sáng ngày ra ba con một tăng một lần chuỗi lũi mấy cây nhãn thọ mình nó trang luôn ăn cả nhà đó, giờ mới hỏng ăn nè đó chưa ghê không đó, ăn cái đó đó giống gì còn không. Rồi lúc đó mình không phát hiện, bắt mình đi thả chỗ khác chứ mình không có giết nghiệp nó kệ nó. Cái dốc hình của nó giờ thấy cũng ấn tượng lắm cả nhà, thấy cũng dễ mến lắm. Nhiều cái loại nó ăn tạp lắm, ăn cỡ ốc cu vàng chứ không vừa đâu. Năm nay chắc có bông à. Lên nguyên cái thùm lụm cây là đẹp chứ còn để nhiều tược là nó không có đẹp nữa cái này. Đó, mới thưa nó xịt thuốc sâu vô nha bà, cái sâu ăn quá. Đó. Vô vô hồi người ta lại ngóc nữa nè. Ở đây cũng say mê ăn luôn chứ không ai quan tâm gì nhiều bên ngoài nữa. Biết là mình đang bị nguy kịch, nó hay nữa đó. Lên cẩn thận coi nó bắt thả cho khác, cái hồi nó ăn hết trơn luôn. Con mà màu xanh, cái đầu nó màu xanh vờn, nó dương cái cờ lên á, giờ thấy nó cũng mê lắm ạ. Cái này nó đang di chuyển xuống thì cái này
ốc này thì nói chung là đối với người miền Tây mình là chắc không có ai ăn, không có ai lạ gì đó đâu. Với cái vui vui thôi, để mình có trồng cây gì rau gì đó là mình coi là mình bắt nó ăn nó chơi luôn, không bấm cho đó là nó ăn tự lũi luôn. Xì xì mình ra nó bây giờ thấy không? Đó, đẹp ha. Chim nó nhỏ con mà hót này hay lắm. Cái này là bò nó ăn rồi đó, giờ bò xuống đi đó. Di chuyển rất là chậm. Rồi bò xuống đất lên thôi. Có đôi lúc nhiều khi mình không thấy nó đang ăn, thấy không? Nó đang làm gì mình thấy mình quay vậy, đang gì vậy? Tướng lùng miền Tây quay đến đây đã rất phục các bạn, xem vui ha.